Chúng con xin thắp sáng ngọn nến. Ngọn nến trí tuệ này sẽ dẫn dắt chúng con ra khỏi sanh tử luân hồi. Ánh sáng trí tuệ mà Đức Thích Ca đã thắp sáng hơn cách đây 2650 năm về trước. Chúng con nhận lãnh ánh sáng trí tuệ này để làm ngọn đuốc soi sáng tâm thức của chúng con cho đến khi ngày thành Phật. Giờ này thân tâm chúng con ở thanh tịnh, chúng con xin được truyền đăng ngọn ánh sáng này đến tất cả thập phương pháp giới chúng sanh. Nguyện ánh sáng này sẽ sáng mãi trong tâm thức chúng con. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kiệt. Bao tháng đêm trôi đêm trời seitlich wieder raus. Verlassen Sie den Platz dann, damit die anderen nach vorne kommen. Quý vị đi hai bên cùng một lúc để cho nó mau. Ha. Xong sau khi quý vị dâng hoa lên cúng dường cắm vào thì quý vị lại đi ra phía ngoài hai bên để cho những quý vị ở dưới người ta có thể tiến lên trước được. Quý vị nhớ để ý những cái ngọn nến của mình ở dưới đất, đừng có đá vào đó. Sie können der Reihe nach vorne kommen. Eine Rose nehmen und diese Rose darbringen als Opfergabe. Dann gehen Sie seitlich wieder nach draußen. Ca mâu ni Phật.
Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.